Quay dí sát và nhìn rõ mặt nhá. Ừ. Này. Xin chào anh em. Xin chào anh em. Đang đi rất từ từ. Vâng, bây giờ chúng ta đang chúng tôi gồm 5 thành viên. Tôi là Mr. Toti. Chúng tôi sẽ vào tham quan ngôi trường bỏ hoang tại Nhật Bản. Vâng, nơi đây hầu như là giờ bây giờ trời khá rất tối ở bên Nhật Bản, rất tối rồi, cũng không nhìn thấy rõ nữa. Có nhìn rõ mặt không? Nhìn rõ nhưng mà tối lắm, nhìn xoay xa không nhìn kỹ được. Chắc là bệnh dùng. Anh em xoay đường con rắn không nhá? Hay là đi về buổi sáng anh em mình đến à, buổi lúc anh em mình đến là chúng ta học mình về không? Mày thấy cái cọc cây đó. Úi giời, rắn này, úi giời. Giật một cao mình. Chúng tôi đang vào khuôn viên ngôi trường. Có vẻ như ngôi trường này đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi. Cây cối mọc um tùm. Dẫn chương trình Việt Beat. Có nhìn rõ người không? Nhìn mỗi thấy lưng chú. Đây, nhìn thấy mặt chưa? Thấy không? Rết cụt mẹ đường rồi. Hoàn đầy luôn. Anh em bước từ từ ấy nhá. Đi cẩn thận con rắn. Đỡ con quên không phá mẹ xe nào. Đỡ con rắn biết đấy. Anh em nào đang cổ bóng nêu đá này. Ờ ai cắt cổ ra mày đá. Chung đại khái về hồi đèn đèn bên trong kia vẫn còn đèn sáng trưng kìa. Đấy cái đèn đỏ ấy. Gan chưa có. Anh em có chưa liều đập kính vào không? Không. Vâng. Bây giờ chúng tôi đang đứng ở đằng sau trường. Đang muốn tìm đường vào nhưng mà chưa thấy. Muốn rộng mà, khó quá. Phải bị qua mấy cửa trong trường nào khó. Chốt hết rồi. Mẹ ở đây kiểu nhà xác. Chúng tôi cũng không hiểu nguyên nhân tại sao ngôi trường này lại bị bỏ hoang. Bỏ hết rồi. Ôi, địt mẹ nó có camera đấy. Đấy, lại cạch. Nghe tiếng lại cạch chưa? Địt mẹ ào đi. Bố ơi. Đây là nhà vệ sinh. Tôi mê đề sự. Kia là cái đồng hồ. Kia là cái đồng hồ của ma ngày xưa. Để niêm phong à? Bây giờ chỉ để cho ma xem giờ. Đây là chính trạng. Đây là hiệp gà. Việt Beat Nam mới lộ. Nam đâu? Nam đi. Tiếng nhỉ. Mày bây giờ Việt nó có biệt danh mới rồi. Mày lại cứ Việt Beat. Đồng hồ à, Việt Chị. Đây là Việt Đồng. Chị. Đồng hồ vẫn chạy ấy. Đồng hồ của ma ám. Nơi nghiêm phong cả đồng hồ. Ôi đi mẹ, trên kia có điện. Đó. Tưởng có điện. Vẫn chạy, đồng hồ vẫn chạy đẹp. Xoay lên mấy cái phòng học trên kia xem có ma không kìa. Bây giờ mấy giờ rồi? Đang có 7 giờ rồi. Đồng hồ mấy mà. Đồng hồ bây giờ 7 giờ. Cũng 7 giờ à? Đồng hồ này đến ấy pin mặt trời mà, pin mặt trời thì mà. Pin mặt trời bên buổi tối, pin mặt trời lẫn trăng. Không, nó tích điện mà, tích điện, tích mấy ngày. Ê cửa mở sao đây? Ô cửa mở đây. Ê cửa mở đây. Không. Bỏ hoang nhỉ. Đây có phải cửa mở không? Ủa điện lớp học, ủi cũ thế nhở, xoay vào trong lớp học này. Quay vào đây xem nào. Ê phòng ăn đây cho. Đây ăn rồi. Ước mở được á. Đây là cái giấy thôi, lưới thôi. Anh em đã nhìn thấy ma bên trong chưa? Ôi kìa. Như kiểu địt mẹ nó. Sàn nó nổ hết lên này. Động đất nó ấy sao ấy nhỉ, nó rụng sao ấy nhỉ. Bỏ không. Bỏ lâu. Lâu đi đường này. Trường lại xóm hết á, nhìn ngoài quá một tí.
Ui giời, ma có ma rồi anh em ơi có ma rồi. Anh em cầm chiếu có ma rồi sao mình chạy mất chém. Đây điện thoại đằng gà đúng không? Có ma tao vứt đi nhá. Địt mẹ ở đây có mùi khai khai. Anh lên cửa này mở, cửa này mở. Rồi. Đây đấy, đã thốt đâu? Thốt rồi. Mẹ anh ấy. Mẹ anh luôn. Mẹ mẹ đang như mẹ phải giận lên. Thằng nó sợ nhẹ anh nhẹ. Các mẹ nó chốt ba nó mất rồi. Nó có điện này. Ma dự. Shimete kudasai. Đầu tiên. Tôi đây. Đây là tôi đây. Để... Bọn sao thấy mùi khách này. Bọn nó có khá nó quá hết. Gái xoay đây xem có cái gì không? Nhà xoay nhà vệ sinh này. Xem có mở cửa không? Biết đâu nó quên đóng cửa. Tầng trên mở rồi. Mở đi đâu, đóng hết rồi. Nhìn một bên... Vỡ kính sao? Cái này vỡ kính sao? Vỡ kính. Ô thứ hai vỡ kính. Điên là ô nào cũng nhìn nhau. Ô nào cũng nhìn nhau. Không phải đâu. Nhìn như mở. Căn bản không? Kính nó trong vẫn lộn. Đội thám hiểm rất tinh vi. Nhưng mà tối một mình vào đây cũng ghê phết anh em ạ. Không vào được. Một mình có bố mà không vào. Biết đâu, biết đâu đi lạc. Đi lạc ở đây. Đi đi đi. Mấy thằng đi này còn có căn lạc. Phải vào cái văn phòng mà địch mẹ giáo viên tự tử. Trên tầng này nó mở cửa này. Mở dưới nó đóng. Mở thì đâu chốt mở. Kéo lên rồi đóng rồi. Nhưng mà cửa kính vẫn mở đấy. Nhưng nhìn thấy chốt kéo lên đây à. Đi mẹ tao kiếm cái gì. Chốt kéo lên là đóng. Cái cửa này. Làm sao mà không đóng mà chốt lên được. Bàn ghế này. À, xoay xoay. Thấy chưa. Kính lại kìa. Phi chuẩn phết đấy chứ. Đi mẹ kính nó trong nhỉ. Thế chứng tỏ là vẫn có người lau chùi anh em ạ. Kéo gì ở đây nó bộ, không có bụi gì. Bọn nước Nhật này nó có bụi kéo. Đây cho ba đây để nó soi thì nhận lên máy điều hòa tất cân nắp bao nhiêu là thì cần trường đấy nè. Sao đỉnh mẹ nó không đỉnh mẹ ấy đi mà nó làm. Ui nhẹ nó bỏ chân mày kìa. Ui đỉnh mẹ. Mà hết rồi, lâu lắm. Mà nhẹ lắm thế. Anh Việt ơi có mấy cái quạt gió với các thứ kìa. Đeo này. Nguyên bản. Anh em có đập kính đi vào không? Anh đưa đây để nó soi kìa. Anh em nào muốn vào để tôi đập kính nhá. Đấy phải để nhảy nhảy đấy. Nhảy nhảy đến hơi có tí hít. Khi ông nhìn tại cái màn này nhìn đẹp thế, trường đẹp mà, cơ sở vật chất. Địt mẹ ở Việt Nam mới là địt mẹ đầy trường nó tái lại ở làm. Giáo làm đẹp như này. Không nhiều cửa này mà nó không để sót một cái nào nhỉ? Ở đây đây sẽ có cái bạc ở đây, bạc đây này. Mình xem 551. 1 tháng 8 năm 1 bây giờ là năm 30 rồi anh em ạ. 30 năm rồi. Là mấy năm rồi. Đấy chúng tôi chai được 3 mấy năm. Cấp nữa là nó chỉ bỏ hoang tầm theo vài năm thôi. Không có chỗ nào để vào nhỉ? Chụp cái ảnh này xong về dịch xem là cái gì. Chụp cái ảnh. Đang quay video chụp. Không chụp được mà, vừa quay mà chụp được. Thôi dịch làm cái gì cũng mỏi buổi. Xem nghĩa là cái gì. Mày dí vào đấy rồi về dừng video ở đấy không chụp lại. Không chụp được mà, vừa quay mà chụp được mà. Đi xoay ở đây xem cửa có mở không. Thằng gà đưa mở cái điện ra. Rắn này, mẹ sợ rắn này. Rắn này. Đuổi rắn có Việt chỉ đuổi rắn thôi. Để mẹ ỉa ba ra đây nè. Nó rắn nó nhìn chạy hết rồi.
bây ra đéo là cái xe nào cũng bộ xe mới mua đi mấy màn đấy. Tạm dừng ở đây à?